Sau cú bắt tay làm hòa của Duy Mạnh, Tuấn Hưng, mọi động thái của cả hai luôn được khán giả quan tâm đến. Mới đây, Duy Mạnh bất ngờ bị nhận nhầm là Tuấn Hưng và đã có màn đáp trả khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Vừa qua, đêm nhạc anh em kết đoàn của ca sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã gây được tiếng vang, tạo hiệu ứng tích cực trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Sau 14 năm, cả hai có dịp tái hợp trên sân khấu, liên tục dành cho nhau những cái ôm chân thành, chứng minh mối quan hệ đã gương vỡ lại lành. Mới đây, Duy Mạnh đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh anh ra phố uống cà phê. Tại đây, nhạc sĩ Kiếp Đỏ Đen gặp một người đánh giày và rất bất ngờ khi anh này nhận nhầm mình thành Tuấn Hưng. Duy Mạnh đã vui vẻ thừa nhận, Tuấn dội đây. Sau đó, anh hỏi thăm về công việc của người thợ đánh giày. Nhạc sĩ trả cho anh này 100.000 đồng và nhắc anh sau này gặp nhớ gọi đúng tên anh là Duy Trêu. Duy Mạnh trêu đùa hài hước và khuyên người thợ đánh giày hãy hét giá 200.000 đồng nếu gặp được Tuấn Hưng. Phía dưới video, nhiều khán giả tỏ ra vui vẻ với màn quăng miếng mặn mòi của chính ủy. Có thể thấy Duy Mạnh vẫn giữ thói quen trêu Tuấn Hưng và cảm thấy vui vẻ khi đối phương giận dỗi. Chia sẻ trong đêm nhạc anh em kết đoàn, Duy Mạnh tiết lộ lý do hay trêu đùa Tuấn Hưng quá trớn. Nhiều lúc tôi vẫn hay trêu em trai của mình trên mạng xã hội để chúng ta cùng vui và nâng nhau lên. Hôm nay tôi rất hạnh phúc bởi những người đến đây đều hướng về bà con đang chịu cảnh thiên tai bão lũ. Niềm tự hào dân tộc của người Việt mình rất đặc biệt, chúng ta có thể mâu thuẫn cá nhân, nhưng khi đồng bào bị tổn thương, chúng ta sẽ gạt hết tất cả để cùng đoàn kết vì mục đích chung, anh chia sẻ. Cũng trong đêm nhạc, Tuấn Hưng cũng giải thích về những hiểu lầm với Duy Mạnh trong suốt thời gian qua là vì yêu nhau lắm sẽ cắn nhau đâu. 14-15 năm trước, chúng tôi cạnh tranh nhau về độ nổi tiếng. Thêm nữa, người Bắc kể Nam qua Facebook cũng không tránh khỏi những hiểu lầm. Chúng tôi chỉ có 5 ngày để chuẩn bị cho chương trình này. Hôm nay, từ những người làm âm thanh ánh sáng đến ban nhạc đều chưa từng gặp nhau. Tất cả được chuẩn bị qua điện thoại. Có những sai sót xảy ra, chỉ mong mọi người sẽ bỏ qua và tha thứ. Tuấn Hưng cho hay, được biết live show anh em kết đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc vào tối 21 tháng 9. Nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3. Dù diễn ra ở vùng núi Tam Đảo trong điều kiện thời tiết mưa gió, live show vẫn thu hút hàng nghìn người đến xem trực tiếp. Ngoài ra, live show anh em kết đoàn còn thu hút hàng trăm nghìn người đón xem cùng lúc qua live stream. Chương trình được phát trực tiếp ở hai kênh YouTube của Tuấn Hưng Duy Mạnh và fanpage Giấc Mộng Mơ. Tuấn Hưng và Duy Mạnh mang đến cho người xem live show có 102. Trong hơn 4 tiếng, hai ca sĩ biểu diễn hơn 30 ca khúc gắn với tên tuổi, kỷ niệm âm nhạc của cả hai và cả những bài hát mới đã và sắp trình làng trong thời gian tới. Trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả xem trực tiếp và hơn 1 triệu khán giả xem online, cặp đôi cũng dành cho nhau cái ôm làm lành sau nhiều năm từng tuyên bố không nhìn mặt nhau do hiểu lầm từ phát ngôn qua lại trên mạng xã hội. Duy Mạnh còn lau mồ hôi cho Tuấn Hưng. Trong đêm live show đặc biệt này, ban tổ chức cùng Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng đấu giá tranh cúp kỷ niệm để quyên góp tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng đấu giá thu được sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ban tổ chức live show đã trao 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.